Á hậu Huỳnh Minh Kiên sở hữu nét đẹp tựa minh tinh màn bạc một thời. Khi Huỳnh Minh Kiên trở thành Á hậu 2 của Miss World Việt Nam 2023, đã có một số người cho rằng cô đẹp lệch chuẩn hoa hậu. Tuy nhiên, dì Dung đã lên tiếng bênh vực rằng Minh Kiên thực sự rất xinh đẹp, bản lĩnh và có sức hút. Quả thực thoạt nhìn, nhiều người sẽ thấy lạ lẫm với hình ảnh một nàng hậu có mái tóc dài và hơi xù, đôi mắt to với đôi mắt dài, khuôn miệng đầy vẻ hờn dỗi, nước da ngăm nâu như Minh Kiên. Nhưng càng ngắm, nàng Á hậu 2 càng tỏa ra thần thái đặc biệt cuốn hút. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Minh Kiên để mặt mộc còn xinh hơn khi trang điểm đậm. Đặc biệt nhất, netizen nhận thấy gương mặt Minh Kiên trông giống nữ diễn viên Việt Trinh, hồi trẻ đến mức khó tin. Cả hai đều có mái tóc đen dày, đôi mắt to cũng như khuôn miệng giống nhau. Thậm chí thần thái mạnh mẽ, cá tính với ánh nhìn cương nghị của Minh Kiên và cô Việt Trinh, hồi trẻ cũng trùng hợp đến kỳ lạ khiến khán giả vô cùng thích thú. Nhưng khi mới vào nghề, Việt Trinh cũng từng bị chê là nhan sắc không nổi bật, không có nét đẹp dịu hiền, thục nữ như gu của đa số khán giả bấy giờ. Nhưng dần dần, mọi người nhận ra Việt Trinh có sức hút ngầm, càng ngắm càng thấy đẹp. Từ đó, nữ diễn viên được mời đóng phim liên tục, là nữ hoàng ảnh lịch suốt nhiều năm. Vì thế mà khán giả cũng cho rằng, Minh Kiên sẽ ngày càng tỏa sáng với những nét đẹp riêng có, không lẫn với ai của mình. Thêm một điểm trùng hợp nữa giữa diễn viên Việt Trinh với Á hậu Minh Kiên, là cả hai đều lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó nên tính cách rất cương nghị, mạnh mẽ. Ánh mắt của hai người toát lên nội lực rất mạnh, trở ngại chỉ khiến họ càng thêm quyết tâm.